Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ có tên của một họa sĩ, đó chính là họa sĩ Trần Văn Cần. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ có tên của một họa sĩ, đó chính là họa sĩ Tư Nghiêm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng Bích Liên. Bích Liên là một họa sĩ nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu là mình xỏ màu đỏ. Mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Ngươi xỏ màu đỏ nhé. Làng mình ngày trước có đứa 204 nghỉ học từ năm lớp 8, đi ra đời đi làm đấy, đi làm được tầm đến 3 năm lúc lớp 8, đi tính từ lớp 8 nghỉ lớp 8 thì là lớp 8 nó làm, lớp 9 nó làm, lớp 10 nó làm. Xong đến lúc mà nó đáng lẽ là đang học lớp 11 rồi, bạn bè cùng trong đứa học lớp 11 rồi, nó đi học lại từ lớp 8. Đấy, đi làm rồi nó biết khổ đấy. Quay lại đi học luôn, đi học gấp đi chứ. Hiền Ba ơi, anh Công biết chưa? Đấy, con Hiền Ba ấy. Dạ, nạp quét rồi, cốt ngay. Đi làm cái rồi. Đấy, bỏ học đi làm đấy. Vấn đề nghe. Mọi người ơi, mình sổ tím nha. Mình sổ tím nha mọi người. Mọi người mình sổ tím nha. Ê, ngủ đến cuối buổi tắt bếp rồi. Mày biết tại sao anh Quyết có cái suy nghĩ đấy không? Tại chị bảo rồi. Ngày trước anh Quyết rất là nghịch. Nhưng mà anh cứ làm việc mà. Hình tường hình. Hình nhưng mà hình đang lớp 8. Thật á? Đúng rồi. Anh cứ làm việc từ hình đang lớp 8 rồi. Là chỉ không phải không. Nè 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 nè. Đi lấy hàng rồi. Alo ạ. Ở đây có con lấy mình thế nào rồi? Vâng ạ. Bao nhiêu tiền? Rất là gì chứ hỏi. Ô, em chỉ có một đơn của anh thôi. Thế mình không đặt? Không, em chưa có. Chị vào xem đơn nào thì đến đây rồi. Hả? Chị vào xem đơn nào thì đến đây rồi là biết. Chị có một đơn của anh Công thôi. Không có đơn nào của chị? Không. Nhanh chị còn. Thế anh đặt với cá, cá không ngủ, lai cá này, để đặt với một bàn. Em đã bảo rồi, em đặt siêu nhanh, em vừa đặt hôm qua đấy, em vừa đặt tối hôm qua, à sáng hôm qua. Cái tay nghe mà bảo mua cả cái của em nữa. Đợt nào anh cao quỷ, kiểu mấy cái quỷ xong đặt lại hai lần rồi, có vài thì tới. Quỷ nhiều quá, tôi ngờ rằng cái ghét thì cũng nặng. 18.000. Anh toàn đi phù lô xong nó quay đầu. Shipper đuôi 94. Nghe lời cách kiểu. Mẹ kia là đời là được. Quỳnh Anh. Quỳnh Anh kia. Hỏi ra có đưa đến được Quỳnh Anh không có nhẹ. Là mình bị tập số. Đuôi 94 là anh Uyên nè. Anh Uyên. Anh Uyên ship hàng. Chiều ngày đánh thương bao đi. Rồi sao em vừa đấy. Da mặt căng. 18.000 biết chưa? Nói lúc này cũng thấy ok. Không cần về nhà. Bất kêu bỏ hôm này nhiều hôm này gì. Cô mà anh vừa đi chơi xong chẳng nó vỡ chẳng có được. Ôm mọi người ba màu này, ba màu của mình này mọi người, người ba màu của mình đây nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu hồng, mình xỏ màu hồng nha mọi người, mọi người mình xỏ màu hồng nhé, của nhanh nhé. Đang đi cầm đường ngay phát xuống quay trở lại. Đêm hôm nay cuối tuần ta đi dong chơi trên chiếc xe đạp. Ô, anh nhanh đưa cô. 5 giờ thì đi sành nhé. Hả? 5 giờ thì đi sành nhé. 7 phút nữa. Chị bán 5 rưỡi chị lấy cũng được mà. 5 giờ thì đi sành.
Mọi người ơi, đây màu hồng của mình này. Màu hồng của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây màu hồng của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh nõn nha. Mình xỏ màu xanh nõn nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu xanh nõn nha. Chưa đến bước bao đêm giờ sáng anh vừa đầy. Trời ơi, mọi người sẽ mang đi gì ạ? Làm được 3 tiếng ngoài. Không làm được 1 giờ, à làm được 2 giờ đúng không? Chị 2 giờ. Thế thì công từ 1 rưỡi. 1 rưỡi à? Là 1 rưỡi là 2 rưỡi, 3 rưỡi, 4 rưỡi. 4 rưỡi à? 3, được 4. Được 3 tiếng rưỡi rồi. 3 tiếng rưỡi là phải được 1 tiếng 10 video. Đây video cho chị lúc nào ơi. Mọi người sau màu xanh nõn mình xỏ màu vàng nha. Sau màu xanh nõn mình sẽ xỏ màu vàng nha mọi người. Mọi người bây giờ mình sẽ xỏ màu vàng nha. Hôm qua anh Thành được mấy tiếng? Em qua anh Thành được mấy tiếng? Hả? Hôm qua 7 tiếng á. Em chưa định ngồi chấm anh Thành chấm luôn rồi. Chị sẽ lấy Thành là mục tiêu để chị đi làm. Không. Gọi là công. Không, chị không đua với công, chị đua với Thành thôi. Bởi vì Thành nó có thời gian nó tương đương với chị. Còn công thời gian nó nhiều hơn chị. Nó được một ngày nó được có mấy tiếng, thế là nó không phải là mục tiêu của chị. Ít. Một ngày nó được nghỉ cả ngày như thế mà nó làm được có 8 tiếng. Ít. 8 tiếng rưỡi cho hẳn 10 tiếng đi. Tao mà được nghỉ cả ngày, ngày tao phải được 14 tiếng. Là thì tính như thế nào, tính như nào bây giờ mình sẽ bắt đầu tăng nhỉ? 7 giờ sáng đi làm. Mấy giờ về? 12 giờ về. Mấy tiếng rồi? 4 tiếng. 4 tiếng. Đâu? 7 giờ. 8, 9, 10, 11, 12, 5 tiếng. Xong 2 giờ đi, 2 giờ đi đến mấy? 6. Thêm 4 tiếng nữa là 9. Đúng không? 7 giờ chị đi tiếp là được 3 tiếng nữa. 12 tiếng. Ừ, cho là 12 tiếng đi. Cố cố một ít thì là 14 rồi. Không cố nữa. Không cố. Chị đây này, chị bảo là mục tiêu của chị mấy hôm cuối này là một hôm 8 tiếng nhưng mà cuối cùng có được đâu. Tại vì chị không ngủ trưa, chị không chịu được. Chị phải ngủ trưa, nửa tiếng ngủ trưa, chị vẫn phải ngủ. Mọi người ơi, đây 6 màu của mình này, 6 màu của mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, đây là 6 màu của mình. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt tròn và kết vòng nha. Mình xỏ hạt tròn và kết vòng nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ vào. Ô, sao cái video này của... Ô, chị ham nói chuyện quá, 8 phút, 9 phút rồi. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi nha, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc nha.